đầu từ 22 giờ cho tới 1 giờ 30 sáng ngày 13 tháng 4, 300 cư dân Goldmark City và Vinaconex 7 đã lao vào nhau để giành giật hàng rào ngăn giữa hai bên dân cư. Một bên thì đòi giữ hàng rào, còn một bên thì đòi bỏ làm lối đi chung. Chỉ một con đường, vậy mà đã nhiều tháng nay, tranh chấp vẫn không có hồi kết. Câu chuyện tranh chấp xảy ra sau 8 ngày chờ chỉ đạo giải quyết của Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội mà không có hồi âm. Hiện nay ở trong hợp đồng họ ghi là an ninh ba lớp với chúng tôi. Và khi bán hàng, có cái sa bàn bán hàng, sa bàn mà về sơ đồ của khu tòa nhà này á, thì toàn bộ đường ở đây phía sau là được tiếp giáp với các khu bên Vinaconex, tiếp giáp với bên Hoàng Công Chất, đều là có hàng rào. Ở một câu chuyện khác, đã 2 năm nay, sau khi chủ đầu tư tổ chức 2 lần bầu ban quản trị không thành, thì tới nay Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội đã không có bất cứ động thái gì tiếp tục tổ chức hội nghị nhà chung cư khu B14 tái định cư Kim Liên để bầu ban quản trị theo quy định của luật nhà ở. Không ban quản trị, cư dân Kim Liên đã nhiều lần khiếu kiện vượt cấp, tuy nhiên kết quả là ban quản trị cũng chỉ nằm trên giấy. Đây cũng chỉ là 2 trong 30 vụ tranh chấp dữ dội kéo dài mà hậu quả là do các cơ quan chức năng buông lỏng quản lý. Thì người dân đề nghị là phải có ban quản trị, bởi vì ban quản trị là cái người mà đại diện cho quyền và lợi ích của người dân ở trong nhà này, thì trách nhiệm của họ sẽ cao hơn là cái cách quản lý của chủ đầu tư. Người dân nói thẳng là chủ đầu tư bây giờ quản lý đây chủ yếu là lấy tiền. Đã có những thời kỳ mà khi chung cư được mua, được bán, người dân đến ở, nhưng chính quyền lại chưa tham gia can thiệp và cứ coi như là đấy là cái quá độ. Những cái quá độ nhiều khi nó kéo quá dài. Đôi khi xảy ra rồi thì chỉ mới có công an vào làm công tác đảm bảo trật tự an ninh, nhưng với cái tinh thần là giữ nguyên trạng nhưng lại không khắc phục và lại không giải quyết. Năm 2018 được xem là năm bùng nổ vấn đề cháy nổ, vụ cháy thiệt hại 13 người, một số khác bị thương, thiệt hại nhiều xe máy và ô tô tại chung cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Rồi hỗn loạn, giành giật, tập trung đông người căng băng rôn biểu ngữ phản đối chủ đầu tư ở hàng chục chung cư khác. Có thể thấy, tranh chấp chung cư đã không còn âm thầm, lặng lẽ mà thành làn sóng, gây mất trật tự an ninh và ảnh hưởng tới cuộc sống của chính người dân đang hàng ngày phải sống trong ngôi nhà dù bỏ tiền mua nhưng không được làm chủ đúng nghĩa. Vấn đề đặt ra hiện nay, nếu các cơ quan chức năng không có giải pháp phù hợp, quyết liệt mà buông lỏng công tác quản lý, thì tình trạng tranh chấp chung cư sẽ vẫn tiếp tục tái diễn.